sẽ trả form là như nào, chúng ta phải trả xoáy, xoáy trả xoáy này, các anh nhìn trên đỉnh này nó sẽ có xoáy, xoáy nó về hướng nào chúng ta phải trả về hướng đấy, và quan trọng nhất là em định hình là mình sẽ cắt form đầu gì. Như đây thì bạn đang cắt dạng môi cần, môi cần thì nó nằm ở trong môi cần này, mũ hoắc này, sport này, hay socket này, nó là những trong những cái dáng đầu sport, tức là dáng đầu ngắn, sport là dáng đầu ngắn. Và chúng ta phải hiểu nôm na như này, nó giống như kiểu một cái hãng Honda ấy, thì trong hãng Honda đấy nó sẽ có Vision đúng không, thì hãng Honda, hãng Yamaha đúng không, thì nó có sẽ có những xe riêng đúng không, thì sport nó ra một cái hãng, hiểu chưa? Và những kiểu layer thì nó là có xe bát này, rất là nhiều cái kiểu tóc dài thì nó là một hãng riêng, tức là những kiểu tóc ngắn thì mình nôm na là dáng sport, dáng sport và kiểu gì đó, hiểu không? Thì ok, bây giờ anh sẽ dạy bọn em cách cắt làm sao để cắt được mịn hai bên này lên và làm sao để nối được giữa cái phần này. Ok chưa? Thì việc đầu tiên bọn em cắt và em nhìn cứ tông rồi đúng không? Là mình sẽ có ba lưỡi, đóng lưỡi này, nghe chưa? Giữa lưỡi và cuối lưỡi đúng không? Đầu tiên chúng ta đóng lưỡi, chúng ta định hình luôn. Bọn em phải nhớ nhá, là bọn em định hình này, đánh một khung tròn như này, đánh theo một khung tròn như này. Một cứ một sẽ nằm ở đây này, cứ hai sẽ nằm ở đây này, cứ ba sẽ nằm ở đoạn này, ví dụ như thế, bọn em phải định hình luôn đúng không? Thì vậy khi chúng ta bắt đầu cắt thì chúng ta sẽ cắt từ đâu trước, thì chúng ta phải cắt từ đỉnh tai đúng không, đỉnh tai trước, chúng ta sẽ định hình luôn lên cái phần đấy, nó cứ ở luôn này, nó cứ ở luôn, thì bọn em vẩy này, bọn em vẩy này, về không bộ v lên này, v lên vẩy, v lên di, v lên, chúng ta chỉ cắt từ cái phần này áp từ phần này và phần đến phần này vào ra đấy nhá, hiểu nhá, tạo thành cung. Ví dụ tóc mỏng chéo này thì chúng ta phải về chéo tông như tạo hình. Chúng ta di đi như này, phải vây đi bên này để nó tạo độ mờ. Ok, tại lý do tại sao mà chúng ta lại phải cắt từ phần đỉnh tai này và cắt phần cung như này, bởi vì để làm sao để chúng ta sẽ không cắt đi quá qua cái phần để mặt đoàn này, ok chưa? Thì vậy khi chúng ta cắt cứ một xong đấy, một xong chúng ta nhìn thấy chưa, em nhìn nó đã có phần đường giờ mờ rồi. Nếu như bọn em vạch cái phần này lên mà nó sẽ bị một cái điểm gờ cố định ở đây, tức là bọn em đang cắt sai. Vậy thì vẩy tông như nào cho đúng, áp sát cái mặt từ mặt này đến phần đầu lưỡi này, chúng ta áp sát vào da đầu, áp sát vào da đầu như thế này, chúng ta di lên, chúng ta di lên dưới điểm gờ một ly, chúng ta vê ra ngoài, bắt đầu vê ra ngoài, hình dung chưa? Chúng ta phải có đà, khi vẩy cái này tốt nhất chúng ta nên có đà từ dưới vẩy lên đấy, thì nó sẽ có cái đà giống như của mọi người đi lên dốc ấy. Tiếp theo đấy chúng ta về cữ số 2, lấy số 2 của cữ 0.5, đó là lấy giữa, ok chưa? Chúng ta về lấy giữa, thì lấy giữa như này thì chúng ta sẽ bắt đầu vẫn vẩy từ đỉnh tai, vẩy từ đỉnh tai, chúng ta chạy từ đỉnh tai này, chúng ta chạy từ cuối cùng của chân tóc này, chúng ta chạy đến cái điểm cần, chúng ta gần vê ra chậm này, slow motion này, đấy. Rồi chúng ta vẫn đánh một cung tròn. Cái mỏng ngược thì chúng ta phải đánh ngược lên như này. Chiều tóc mỏng như nào chúng ta phải cắt ngược lại cái tóc như thế. Ok, vậy khi lấy số 2 rồi thì bọn em đã thấy điểm gì rồi? Nó đã mở dần lên rồi đúng không? Nó đã mở dần lên, nó không bị đóng gờ đúng nhất rồi đúng không? Chúng ta dọn sạch đi. Điều thứ ba nữa, lấy cái tấm phủi. Là bọn em phải luôn luôn nhớ này, chúng ta cắt đến đâu thì chúng ta phải phủi sạch đi cái đó, đừng bao giờ để bẩn. Ok, vậy chúng ta sẽ có lấy cuối cùng. Lấy cuối cùng này là gần như là chúng ta chỉ gọi là dọn qua những cái điểm mờ lên này để cho lược vào nó mượt thôi. Cũng bắt đầu luôn luôn phải nhớ nhá, vẩy tông chúng ta phải vẩy từ điểm cuối cùng rồi nhá, lấy đà chạy lên và bọn em phải cắt làm sao mà tầng nào nó phải đều tầng đấy. Ok, thế bây giờ bọn em đã nhìn thấy nó có hiệu ứng chưa? Nó dần mờ chưa? Nó không bị đóng gờ đúng không? Ok chưa? Và quan trọng nhất là bọn em nên chọn, tại sao lại chọn ở đỉnh tai này? Thường thường đầu của khách hàng nó sẽ cái điểm này sẽ là điểm lồi nhất. Thường điểm này sẽ là điểm lồi nhất. Và chúng ta nên bắt đầu cắt từ điểm lồi, lược kê bắt đầu từ điểm lồi
tông cắt từ điểm rồi, tất cả mọi thứ mình cắt bắt đầu từ điểm rồi, hiểu không? Ok, bắt đầu tiếp theo đấy, anh sẽ dùng lược để phá cái phần này đi, phá phần giao lối đi, phần thừa đi. Anh sẽ không một phát cho vào đây bởi vì nó sẽ không có cái điểm đúng rồi, nó không có cái điểm tựa đi lên, thì anh sẽ bắt đầu từ bên dưới này, đóng hết lưỡi lên nhé, điểm tựa từ bên dưới này. Anh di tông chạy, lược chạy rất chậm chạp thôi, một đường thẳng lên. Tiếp theo đấy, anh mân sang bên cạnh, di một đường thẳng lên. Tiếp theo đấy, anh lại di sang bên cạnh này nhé, một đường thẳng lên. Tiếp theo đấy, anh sẽ di một đường thẳng lên, di một đường thẳng lên. Rồi tôi cho dấu luôn. Được rồi. Mi sửa được mà. Đây là mi, chuẩn mi này. Chuẩn mi này. Đây là dấu dưới đấy. Đây. Mi cho xin cái này nhé. Xin. Được rồi. Anh là... Xin nhà của anh. Sẽ đánh. Cái xin thì mình đánh. Ok. Khi mà em cắt mà cảm giác tóc có đẩy của mình cắt đấy, tóc có đẩy, nó tập trung đi. Khi nào cắt mà cảm giác tóc có đẩy ra, tức là tông đang bị cụt, bị khô dầu, nó đẩy lên này, nó đường thẳng này lên. Cắt tông mà để sát lưỡi lên đi, con này là để ấy quá. Cho nên con tông của mình, tông để lưỡi thấp quá. Phải chỉnh, tháo ra chỉnh. Đây tông để nó chuẩn. Con này sẽ đâm vào tay. Lát thật. Không đâm vào da hay lên. Di lên. Di lên này. Di từ dưới lên này, tặng mình thẳng. Bắt đầu đó chúng ta sẽ nhìn góc độ 10 góc, chúng ta nhìn chỗ ở lồi, chỗ ở lõm chúng ta sẽ xử lý. Đây là tốc độ bay lược của chúng ta. Lược đi thẳng lên. Lược đi thẳng lên như này thì chúng ta sẽ không được chỉ chỗ bay đang đi được như này nhá, là không được bị dừng lại và chỉnh lên chỉnh thôi nhá, mà đi là chỉ tạm đường thẳng thôi, nên không chung luôn đấy, để cắt đi. Đây là chế độ bay được này, bay được là như nào, chúng ta để như này là bài, bọn em ngày nào cũng học đấy, đấy là bài bay được, cố gắng muốn cắt điểm giao lối này chúng ta phải bay được, chúng ta phải luyện nhiều bay được này. Rồi chúng ta lại nhìn tiếp chân 10 góc và vầy. Ok, anh sẽ đánh cung mai. Phủ đi. Đợi cho Khánh đi lớp bên kia. Ngay lúc Khánh kia. Khánh đi lớp bên kia thì bao giờ mới ra ngoài kia được. Ok, bây giờ ví dụ như bọn em muốn trắng hơn thì bọn em sẽ vẩy nửa lưỡi này, đưa lên nửa lưỡi vẩy lên, nhưng mà thôi cái này thì mình khi làm cắt kim mượt đã thì bắt đầu mình mới sử dụng cái này, không lưu tiến qua sử dụng cái này là bị lẹm vào lúc đấy chưa hết sử tí đi, không thì cái này mình sẽ học sau, cái này khi nào mình cắt được mượt lên như này thì mình sẽ học tiếp theo đấy. Ok, thì đây bọn em đã có một cái form nhất định rồi, đúng không? Thì bọn em để ý ở đây cái phần này nó như nào, nó là đuổi dần các trường tóc nó đuổi với nhau, nó chồng với nhau, nhìn chưa, nó chồng với nhau đấy, chồng với nhau. Ok, tiếp tục đó chúng ta sang bên này, chúng ta kiểm tra các góc độ của cái 10 góc này, 10 góc không một không bị lồi thì không bị lồi, không bị một cái gì cả, có thẳng lên này rồi đấy. Hiện tại cái đấy nó nhìn là nó bị lồi chỗ này, bọn em nhìn nhá, bây giờ bọn em nhìn góc độ thẳng này, nhìn góc độ thẳng, góc độ bên này, bọn đứng bên này bọn nhìn, bọn nhìn góc độ thẳng này, nhìn chưa, góc độ này, góc độ đang anh đang chỉ này, anh đứng góc độ thẳng này, thẳng trước mặt là mình đang nhìn, thẳng trước mặt, nhìn chưa, thẳng trước mặt thì bạn thấy nhỉ, lồi đúng không, có lồi không, hay thẳng lồi lồi nhiều không, ừ, phần này một tí rồi đúng không, vâng. Nhưng mà đây đứng sang này nó lồi nhiều không, lồi sang bên này lồi nhiều chứ, đây đứng nhìn này thì ở dưới đúng không, nhưng sang bên này thì nhìn nào, sang bên này em đứng lên từ góc anh này, góc anh này em nhìn nó lồi hẳn ra luôn, nó lồi khác hoàn toàn so với góc của em nhìn luôn, đúng không? Đấy, em nhìn góc này thì chỉ lồi một tí đúng không? Vâng. Nó đứng sang góc này lồi nhiều không? Có nhiều phần máy đúng không? Đấy, tức là rằng nó sẽ
cùng một cái điểm nối thôi, nhưng nếu như bọn em chỉ đứng trước mặt bạn nhìn này thôi thì nó chỉ nối một tí thì tia, đúng rồi, bọn em phải đứng xa bên này em nhìn đấy, hoặc là bọn em phải nhìn từ các đủ các góc luôn xem đặt nó có lồi không, hiểu không? Ok, thế vậy đoạn lồi như này thì bác xử lý nhỉ, bác chỉ xử lý tập trung vào đoạn lồi thôi. Bây giờ là lồi là đoạn này đúng không, bởi vì khung đầu bọn này là nó lồi như này và lõm chuyện này, ok không? Đây cứ khỏi lắm, em sẽ xử lý phần lồi này. Mà gì? Ok, với anh xin lên thì nó sẽ có một đoạn G như này. Anh sẽ đẩy nữa dần dần một tí này, anh đẩy lên. Cái bài này chúng ta được học ở trong bài 4 lẫy, đúng không? Đẩy dần. Phá G, tạo G và phá G đúng không? Xuống lẫy tiếp. Xuống lẫy tiếp. Xuống đến khi nào hết thì thôi. Ok, kiểm tra lại. Nó vầy nữa trên này cho nó ôm mà. Rồi ok. Cái rồi cũng đây. Các bạn em cắt ở ngoài kia chỉ cần nhìn như lấy như của anh là được rồi. Nhưng mà sau này bọn em chuyên sâu hơn thì bọn em cần phải nó chỉnh chu mượt mượt mà một tí một. Ok. Sao bên này? Bên nhìn. Các góc. Các cơ sử dụng. Vẩy này, vẩy tông này. Bọn em vẩy tông mọi nhìn này. Bọn em để cái tông ngang này chứ. Ngang này đúng không? Ngang này. Hơi chích ít lên một tí. Nó vẩy xuống này. Mi hiểu không? Tối bên em phải tập cái bài này nhá. Hơi vẩy này. Phải trả bài nhá. Mày cứ thu tiền thôi. Mày cứ thu tiền. Cứ mình Mi làm lỗi thì thu tiền. Sáng nghỉ thì cứ thu hai chục đấy, mày cứ thu tiền thôi, mày biết là đồng tiền thôi, để nó xây dựng cái quỹ lớp này, khiến cho mày ngại mình làm phụ sao nhỉ? Ok chưa? Mày hiểu chưa? Tiếp theo đấy, cứ làm. Ok, vậy như vậy đấy chúng ta sẽ làm như nào? Thật thì đi. Chúng ta phải cắt nhau. Đẩy dốc đến đoạn chưa đến gót, chưa đến gót thì vẩy ra. Thời gian nói phải nhanh nhá. Thứ nhất là bọn em đẩy là bọn em phải chia công cữ. Cứ một là lấy 1, lấy 2, lấy 3 đúng không? Đấy là này chúng ta đi lược ra đúng không? Đến phần odd là chúng ta đi lược về ra đúng không? Nhưng gáy nó phải đi thành hình bầu. Hình bầu như này lên. Đưa hình bầu. Ok. Gáy như này. Gáy sơ thành hình bầu. Cứ một nó sẽ đánh lên cao này nhé. Là anh cắt luôn đó, chúng ta cắt luôn, bởi vì là các bạn này không cần cắt, bởi vì các bạn tí các bạn ra ngoài xe kia các bạn cắt thoải mái, mà cắt ngoài kia mỗi ngày các bạn cắt chục đầu luôn. Thôi nhưng mà mày là những nếu là cắt anh cắt thôi, cắt cho các bạn xem thôi, còn đâu là các bạn không cần mẫu luôn. Mẫu chỉ là tầm chục người thôi, tầm người đó. Mai kia rảnh không? Mai rảnh qua lên cắt nhá. Mai dạy anh dạy em có trên đầu đấy. Và mai học chiều mai kiếm lệ bạn đấy. Anh đã đủ nó phải lý lên xem. Ok, cho chị tập phủi. Thứ alo là. Ok chưa? Chúng ta đi lấy một. Thường thường là cái phần mai chúng ta ấy sẽ đi cái lấy đi nó cao hơn so phần mai này đúng không? Bởi vì cái bản gáy nó dài mà, đúng không? Lấy một nó sẽ đi đây. Bài số lấy hai. Em hơi cú gáy này. Chúng ta đi từ bên trái sang bên phải tạo thành bầu. Hôm nào là em chịu thu đấy. Dạ. Chị thu có 3, 4 thằng em thôi. Chị thu bao tuổi? Anh hỏi biết chị thu có chồng chưa? Em không biết. Thế biết giới thiệu anh Bình không? Bình chạy. Anh Bình không ưng chị Mỉa ấy. Mình có thích Bình đâu. Người ta là người cả. Ok chưa? Chúng ta nhìn đây. Nó cũng đúng rồi đúng không? Tiếp theo đấy là lấy 3. Ở chung thì tập trung đi, lấy 3. Nên là ra ngoài xe cắt. Chỉ thích phí công thôi. Đúng không? Bật lên. Đẩy lên. Ok, bật lên. Lấy 3 cuối cùng này nó là lấy về hết rồi đúng không? Nhưng bọn em thì ví dụ bọn em không phá được cái này đúng không?
thì bọn em phải đi lược để phá hết chóp đi. Đấy. Ví dụ nó dày như này, em đi lược, em phá trước. Em đi lược, em phá hết này đi để nhìn nó dễ. Ok, là chúng ta sẽ cúi lược, lược xuống. Ta sẽ dùng tông, nó đẩy phía dưới lên. Đẩy hơi chéo ra ngoài. Cái lược của em mình hơi chéo ra ngoài nhé. Không, chứ không phải chéo vào trong, phải không? Cái điểm của máy này sẽ lối với điểm của mai, chúng ta sẽ làm đĩa điểm mai làm bình chuẩn. Ok, chúng ta sẽ nhìn từ đằng sau này lên đằng trước để chúng ta kiểm tra cả cái khoảng này. Và cũng như thế, chúng ta nhìn từ dưới này xuống. Kiểm tra đi, kiểm tra lại góc độ nhé. Bọn em phải vừa cắt, em kiểm tra góc độ thì bọn em biết là nó đẹp hay không. Chứ em cắt bọn lâm đầu, cắt không kiểm tra góc độ là cuộc đời giống như kiểu mặt trắng, à, mặt đen mà da trắng đấy. Đây là dâu ngọ cắm bằng mặt kia ấy. Nói ý không hiểu, nó mang khánh ấy. Đấy, ok, chúng ta tiếp tục ta ăn theo phần này nữa, đối với phần này. Thấy vậy phần giao lối này thì nghe như phần giao lối xung quanh đầu nha. Phần giao lối ấy, thì chúng ta sẽ không để một cái cụm tóc nó dày ôm hết lên nhảy, mà chúng ta sẽ cắt nó kiểu đuổi lên, nó sẽ đuổi dần dần lên, tức là nó ngắn dần ngắn dần ngắn dần đuổi dần đuổi dần đuổi dần lên. Mày ơi, anh chưa xem tin nhắn. Anh chưa sao? Em quên điều khoản nhé. Quá gì? Điều khoản xe tải. Bao lâu giờ nhau? Thôi. Ờ? Quý mất ở nhà thôi. Ở nhà em thôi, anh nghỉ gặp thôi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Tí, sao luôn. Ở đây mà cắt. Anh có lại đi mua đây là sao mình nha. Thế thôi, nghỉ thôi, nó máy gọi cho anh không? Dạ. Nó máy gọi cho anh không? À chết rồi, cũng quên luôn. Chán. Tuấn anh đùa ấy. Anh cười chứ anh không nhắc gì ấy, em lại... Đùa thì nó không đùa. Nó đùa, thật, nó mà đùa thì nó không ra đây, nó sẽ sang em gì. Đấy, chúng ta phải xuống này. Ra, 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 em ngồi một lúc rồi, từ túi với anh lấy chìa khóa ra. Ôi trời ơi. Chúng ta chung này, chúng ta phải xuống này. Chúng ta phải xuống này. Anh cứ từ từ anh cắt thôi, không phải vội. Cắt chậm, nhắc từ từ. Mai bạn kia tầm mấy giờ em qua được em? Dạ. Mai tầm mấy giờ em qua được? Chưa biết. Cho lần trước nào nhắn anh á, thì anh gọi thì có xe cắt đồ lê rồi. Bạn này bạn cắt xe bát này, xe bát là lê rồi, anh cắt thôi. Xe còn này, còn này. Mai cũng này. Xanh rồi, xanh rồi. Xanh mắt xanh chân. Dương mà tôi mang đi vuốt rồi, đi mua đi bán. Ok chưa? Bọn em nhìn này, em đối góc với nhau, đối góc độ với nhau. Đây cho em xem đối góc độ với nhau. Vậy nhá. Vậy chậm thôi, đừng vậy nhanh, đừng làm cái bộ phát nhanh nhanh. Bây giờ anh đã chậm hơn mọi lần rất nhiều lần rồi đấy. Ôi thì con này tao phết tặng cái chân lên cấp luôn. Ok, thế bây giờ bọn em nhìn các góc, bọn em đi quanh bọn em nhìn các góc. Nó không cần 100% đâu, nó chỉ cần đến 80% là bọn em đã đỉnh vãi luôn rồi. Đã nhìn xung quanh đi, kiểm tra xung quanh đi. Nhìn các góc đi. Đúng không? Ví dụ như đầu này nó cũng có điểm G ở đây, rồi rõ ở đây. Đấy, ngay đấy bọn em không cần phải phá, bọn em cắt thẳng thôi, phải được. Mà cái chỗ này cũng được, cái này thì mất cái kia. Thì không cần tí không? Nếu em đi trắng vào đây thì nó dơ cả mặt luôn, nó dơ cả mặt ra luôn, nó dơ mà nó phải xanh như thế, chỗ nó phải xanh như thế nó làm con góc đẹp luôn. Đi cứ lấy tông là rũi thẳng. Em nhìn đi, cái chỗ này mà nó cắt cao như này thì cháu chịu, nó là điểm, nó là cái vùng an toàn khiến cho cái mặt nó bị dơ ra. Nếu như em cắt phải là trắng đi nhá, em nhìn mặt đấy, dơ nó dơ thì không mặt ra luôn. Nó lõm thẳng. Nó dơ không mặt ra luôn. Anh thử cắt xem có dơ không?
Thử sau nhớ là thử có bạn làm mẫu luôn. Ok, vậy tiếp theo thì bên này chúng ta phải làm như nào? Làm như bên kia. Đúng rồi, làm như bên kia. Cứ chúng ta đã lắp 0.5 vào đúng không? Chúng ta lắp 0.5 vào. Anh đưa vào. Tôi chạy thẳng xuống này, nó chạy thẳng xuống. Chạy thẳng hết xuống. Đây anh đánh được. Tập trung. Đẩy hết lưỡi này, đẩy hết lưỡi. Chúng ta sẽ in thành một cung tròn. Cứ như thế. Lên. Anh kia mày thích có chuyện này ở dưới, mày tập trung học không? Bộ ai sao? Nó vẩy lên này. Ở ngay lấy một thì bọn em đã thấy cái điểm M rồi đúng không? Nó sẽ không bị G đúng không? Nó không bị chấm một cái G như bọn em cắt. Đúng không? Phải nhớ nhé là không bị chấm G. Ở đây này. Anh như được. Không, Khánh yên tâm, Khánh không nhớ cũng được. Là anh sẽ đi cầm tay Khánh cắt. Yên tâm. Rồi nha. Ra phủi, bọn em phải nhớ luôn, phải nhớ này. Cắt đến đâu phủi lấy đứng như cái mi. Mẹ khách cắt để bám hết đầu khách này. Không thương khách như gì hả? Bọn em phải thương khách nào. Cắt phải thương khách nào. Khách sao? Kìa hôn khách ăn đi đấy mấy đồng yên khánh cơ bản đây về giữa này để về giữa gì chưa lấy hai để về giữa lên cục tay xuống này để giữa này chậm này nhìn này anh đến dưới cái điểm này nó đang về này nhá dưới cái điểm này về ra anh đánh hình bầu tròn chúng ta phân tích bằng mai này là bằng mai ngắn nhá nó sẽ bằng mai dài nhưng bằng mai tướng khỉ là bằng mai dài này bật mai là bật mai ngắn, bật mai thằng anh là bật mai dài này. Khánh cũng là bật mai dài. Bọn em nhớ nhá là bọn em phải di đi di lại nhá, di đi di lại đều tay vào, thật là đều tay vào. Ok, anh nhìn nhá, đến lễ này chúng ta đã có một cái lễ ổn rồi. Đấy. Thế sau đấy chúng ta cho vào lễ cuối. Và quan trọng nhất là mày phải để ý cái ốc nhá, mày phải siết nó vào, đừng để cho lỏng bởi vì nó bị lên đi xuống là nguy hiểm đấy. Ok, lễ cuối chúng ta vẫn phải để đấy. Bốn mươi năm ngày anh mong muốn là bọn em phải cắt được như này nhé. Thế mai là như nhá, anh cho xe vào. Còn nửa chặng đường nữa mới chúng mày học được có 2-3 ngày. Tôi thì biết thế bộ học mẹ khóa này rồi nha. Ở đây này. Nhìn chưa? Đi từ dưới đi lên này. Đi từ dưới đi lên này. Lược đi thì không mới đi nhá. Song song với nhau. Tạo được người thẳng lên. Nhìn chưa? Lược đi thì không đi. Bảo My là hôm nay sáng em đi học sớm. Học từ buổi trưa dậy em phải tông. Sao mình ngủ quên. Bây giờ cắt thẳng nữa, cứ nhìn góc sau. Rồi, ok, khẳng định rồi, anh sẽ nhìn góc. Ok, bây giờ anh nhìn góc của anh đi. Bây giờ thì nhìn góc thẳng nữa. Góc đấy nó sẽ lối từ mai, nhìn đi. Nó rất là nhăm nhở đúng không? Nó nhăm nhở đúng không? Khi chúng ta cắt được ok thẳng lên này rồi, nhìn bình thường là ok rồi. Bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ bo thẳng, để nhìn, phân tích. Hiện tại bây giờ là móc cái này vào lối chỗ này. Rồi, ok. Cái máy chân như tí. Bởi vì nó phải sạch chân nó phải sạch, chân lúc nào phải sạch. Trên này nó bị lồi đúng không? Bởi vì đây là cái xoáy nó mọc ra. Thì anh sẽ bọn em sấy vuốt vào luôn nhé. Vầy này, bên sau vầy này. Vừa kia đứng trước không? Và bên sau nhìn này. Nhìn vầy này. Đấy. Bao sát nó vào lối này, lối nó vào này, bê tông này. Thường thường ở trên này chúng ta phải bê tông,
bê tông tại sao phải bê tông? Bởi vì bê tông phải gạt những cái tóc bên trong ra, nhìn chưa? Hôm nay mọi người đi học đủ không em nhỉ? Đi chụp đoàn thực hiện nhé, rồi đứng khỉ chụp cho. Chiêu dư mấy đủ rồi. Thôi cho Tuấn Anh thích thì thật thích mê. Bây giờ em Khánh để mọi người bế Khánh lên, xong rồi đã thử qua cửa sổ để xem nó ngã chết đâu. Ok, kiểm tra góc đấy, còn tí rồi cái là cái nồi. Đâu em phải kiểm tra liên tục được, vừa cắt vừa kiểm tra đúng. Các cái tóc ấy, là cố gắng sao vẫn mê nó vào. Vẫn chưa được, vẫn nhanh nhở hả? Trên đợt cắt, nhìn được phải cắt được nhá. Cái gì ơi, bọn tới đây học vào đầu đấy, anh gọi em lên nhé. Vâng. Cái gì chuyển anh Thọ đấy, mình vừa với anh Cường, anh không cho anh Nguyễn cắt, chỉ để cho để giữ khách cho mày không? Không, em nói chuyện khách nhiều vào được. À, hôm nay Tuấn đâu có quần mới rồi. Sau bao nhiêu ngày tháng mình mắng Thái Tuấn. Hôm nay gọi anh lên, Tuấn ơi. Cảm ơn anh. Anh nói thế. Cứ bối lòng ra đấy đi. Nói. Chắc ở đầu gấu ấy. Nhà Tuấn có ô tô, Tuấn kéo đi. Mày già, bắt đá đi ô tô đi, kéo đi. Mình chụp tình giả nghèo quá. Đây là tình thế đó. Đúng không Khánh? Sao thế, em chụp tình gì đâu. Đi, mình đừng hòa rồi em. Ok, chúng ta phải kiểm tra, cắt xong rồi kiểm tra quanh đầu. Bọn em mắc một cái lỗi là bọn em cắt xong mà em không kiểm tra quanh đầu. Bọn cắt xong văn là bảo anh Dương ơi. Mà đéo kiểm tra quanh đầu đã có anh Dương ơi rồi. Vội vãi đái. Đây, có một cái góc nữa, ở bên tay trái này. Là góc bên dưới, chơi chỉ xuống thì ấy. Là góc nhìn bên dưới này. Đấy, góc này rất là quan trọng luôn. Góc này vẩy rất là khó. Mình nhìn vậy có hiểu không? Xuống Khánh nhìn có hiểu không anh? Không rồi. Đấy, đời như anh. Được rồi. Khánh nhìn trong đôi mắt kẻ si tình của Khánh. Ok, cho anh mấy cứ anh sau khi mà khi mà anh xong gần hết rồi, gần như là anh cũng ổn rồi. Đúng không? Giờ gần như đã ổn 80% rồi. Vẫn bị lồi chỗ này, bởi vì đầu mà nó lồi chỗ này, nó lõm chỗ này. Đấy, nó phân tích luôn. Bao nhiêu phút rồi? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng, đối với máy anh còn trụ bao lâu nữa? Máy anh còn du 16 GB, đối với mình trụ bao lâu? Sao anh không mua ấy? Mua gì ấy? Và anh chưa bỏ mua rồi nhưng mà 1B. Anh mua cái thẻ cắm cái thẻ không, có cái, đâu, có cái thẻ cắm vào hỗ trợ đúng rồi, tăng mà. Có. Nếu mua thì nhớ hàng nhé. USB. Không, có đấy, có thẻ mà. Kiểu như USB. Em máy. Ừ, đúng rồi.
kiểm tra lại tất cả những cái đỉnh xung quanh này, mình coi xung quanh này. Cái này muốn không chóng mặt, sao lại quay hai máy? Người anh to quá. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đã có một cái form khung nó cơ bản. Đây là gọi là khung cơ bản. Khung cắt thẳng nên là khung cơ bản. Nó cũng có góc nó phải cân xứng với nhau. Và em bây giờ em kiểm tra xung quanh đi. Nó sẽ để đấm khoảng 70%, 70-80% các khung nó cân nhau. Đấy. Em kiểm tra đi, một vòng kiểm tra đi. Đã dừng. Em không quay một vòng được. Đấy. Mình chẳng có nhiều dung lượng thế. Ok chưa? Cô em, khí phải gió thay cho tốt không?